Thưa quý vị, xu hướng sống xanh, sống lành mạnh, sử dụng nguồn thực phẩm sạch ngày càng được nhiều người ưa chuộng. Bằng thức sử dụng những thức ăn chế biến từ ngũ cốc hay gạo lứt có thể hỗ trợ hạn chế được chất béo đưa vào cơ thể, từ đó kiểm soát lượng calo, cải thiện cân nặng, sức khỏe. Ngày nay, phương pháp này được gọi là ăn eat clean hay healthy đã được áp dụng rộng rãi, kéo theo nhiều mô hình kinh doanh thực phẩm sạch ra đời, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Phóng sự được ghi nhận tại thành phố Biên Hòa. Nhận thấy cơ thể có nhiều sự thay đổi tích cực trong việc áp dụng chế độ ăn eat clean trong 2 năm, chị Tống Vũ Khánh Linh đã mạnh dạn đầu tư mô hình kinh doanh thức ăn, nguyên liệu chế biến thực phẩm eat clean tại thành phố Biên Hòa. Thực phẩm mà chị kinh doanh là các sản phẩm ngũ cốc, các loại sữa hạt thuần chay, bún gạo lứt, bánh bao nguyên cám, hạt granola, trái cây sấy và có hơn 80% sản phẩm được chiết xuất từ nông sản Việt Nam. Với lại một phần thì cái thời điểm mà mình bắt đầu mình kinh doanh thì đang là mùa dịch Covid, nên là mình cũng muốn là giúp mọi người nâng cao được cái sức khỏe và nâng cao sức đề kháng. Nói chung thì trong cái quá trình mình kinh doanh thì cũng có rất là nhiều khó khăn. Ví dụ như là lúc khởi nghiệp ban đầu thì cái mô hình này chưa có phổ biến rộng rãi, nên là cũng khá ít người biết đến. Thực phẩm Islin có đặc điểm ít chế biến từ mỡ động vật, chủ yếu sử dụng các loại dầu thực vật như dầu ô liu, dầu đậu nành, dầu hạt cải, các loại bột như là bột nguyên cám, bột gạo lứt cũng có đặc điểm ít chất béo, hạn chế được các loại đường xấu, tinh bột có lợi cho người ăn kiêng, bị bệnh gút, tiểu đường. Với sự hội nhập từ khắp mọi nơi, thức ăn Islin nay đã cải thiện về chất lượng khá nhiều, phải kể đến như súp gà nấm, cơm cá hồi, bún gạo lứt rau củ, trà sữa hạt. Ăn chay á, là hoàn toàn là dùng các thực phẩm từ thực vật. Còn như ăn eat clean á, là mình có thể dùng tất cả các loại đạm, rau. Nhưng mà nguồn gốc là nguồn gốc sạch. Đó, như đạm trắng, đạm đỏ. Thì chị thấy là ăn healthy như thế này thì chị thấy là nó, tức là cái cơ thể của mình á, nó rất là khỏe. Thời gian đầu chị ăn á, thì nó đào thải cái độc tố trong cơ thể. Xu hướng này càng phát triển mạnh mẽ khi đại dịch Covid-19 bùng nổ, vấn đề ăn uống lành mạnh trở thành mối quan tâm hàng đầu. Ban đầu, thị trường được các hộ kinh doanh sử dụng chủ yếu trên nền tảng Facebook, sau đó mở rộng ở nhiều khu vực. Đến nay, khách hàng theo đuổi món ăn Islin đã tăng mạnh vì không những ngon, chế biến đẹp mắt, hợp vệ sinh mà còn tốt cho sức khỏe. Chị quyết định rẽ hướng sang kinh doanh bánh bao healthy. Chị chạy quảng cáo trên Facebook. Mà với cái nền kinh tế đang khó khăn như vậy thì chị tối ưu hết tất cả các chi phí quảng cáo để đem lại hiệu quả cho mình. Chị nhận được rất là nhiều phản hồi tốt từ khách hàng. Chủ yếu được làm từ các nguồn thực phẩm nông sản Việt nên giá cả hiện nay được các hộ kinh doanh cân nhắc và đưa ra mức phù hợp. Ngoài những cửa hàng chuyên biệt, người dân còn có thể lựa chọn mua nguyên liệu ở các siêu thị lớn. Bảng thành phần, hàng sử dụng và nguồn nguyên liệu đều được in ấn công khai trên bao bì, đảm bảo chất lượng tốt ngay từ khâu đầu vào.